Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ mời cả nhà đi tham quan một cái vườn lê ở gần chỗ nhà mình sống. Đây các bạn xem này, lê rất là nhiều này. Quả chín quá, nhiều quá trời luôn. Ở đây có rất là nhiều lê này. Và các bạn nhìn cái gốc lê này, rất là to này. Đây ở đây họ trồng lê cây rất là thấp. Họ trồng như kiểu là thành dàn đấy các bạn ạ. Đây, ui dồi, lê nhiều quá trời luôn. À, quá nhiều này, ui dồi. Thích quá này. Rất là nhiều. Những trái lê rất là to, chín mọng này. Các bạn nhìn này, lê quá nhờ nhau này. Đây là một vườn lê ở tỉnh Tochigi các bạn nhá. Nhìn xung quanh toàn là quả luôn. Nhìn hết tầm mắt này. Đây kia là phía xa xa kia là một ông cụ. Ông đang đi hái lê để bán cho các siêu thị. Chưa bao giờ mình được thấy một cái vườn lê nào nó nhiều quả như thế này mà to. Ngon quá trời luôn. Ở đây họ trồng bên trên thì là có các cái lưới này, hệ thống lưới này chống sâu bọ côn trùng vào. Dưới này các bạn nhìn thấy những quả lê này, những cây lê này chùm rất là sai những quả. Rất là nhiều. Chỗ này thì hình như là quả vẫn còn khá, chuẩn bị đến thu hoạch thôi, chưa. Quả này thì chắc 1 tuần 2 tuần nữa là thu hoạch này. Rất là nhiều quả các bạn nha. Dụng rất là nhiều, họ vứt đi này, chưa không ăn này. Không thu hoạch kịp đấy các bạn. Không thu hoạch kịp. Không thu hoạch kịp thì như quả đây là mình nhìn đây còn khó nhỉ. Nó còn lấp ở trong các cái kẽ lá rất là nhiều các bạn nhé. Đây mà đến vào mùa xuân ấy, tầm khoảng tháng 2, tháng 3 thì hoa lê này nó trắng muốt luôn cả một cái. Đây là gần như là các cái vườn này toàn của các ông bà già. Họ sống ở vùng quê, họ trồng. Đây các bạn nhìn này. Nhìn xa muốt tầm mắt luôn. Quả, toàn quả là quả này. Thế hôm nay thì mình sẽ cùng với vợ con đi xuống và xã nhà mình thì đang ở phía bên kia. Một cái ở cái vườn bên cạnh. Rất là nhiều. Rất là nhiều này. Đây mình chỉ tham quan một chút này thôi. Và bây giờ mình đi ra khỏi vườn. Mình sẽ chụp cho các bạn xem cái chỗ mà các ông bà đang thu hoạch. Cả một ô tô toàn lê là lê luôn. Đây, cái cây này rất là to này. Cái cây bên ngoài này như là các ông bà đã thu hoạch rồi. Ở dưới gốc này. Dưới gốc đây. Đây là bà cụ có cái vườn lê này. Đây ở trong trồng. Hai. Mặc ni wa betoramu desu. Hai. Betoramu wa nashi wa hotondo nai. Chút mà tới kinou kita shita mo
ベトナム、おとといかベトナムの人とスリランカの人来たよ。あ、スリスチューラーから来たよ。あ、スチューラーですって。スチューラーっていうのはなんかそういう会社あるの？Đẹp quá. Vườn lê, vườn này là như là chưa thu hoạch, không như cái vườn bên cạnh. Vườn này như bắt đầu thu hoạch rồi. Chưa chín lắm anh nhỉ. Vườn này vẫn còn non nhưng mà nhiều quả to cũng đến độ thu hoạch rồi, rất là ngon. Nãy ông bà cho ăn thử đây, các bạn nhìn dưới gốc này rất là nhiều các cái quả rụng chín này. Này, rụng chín này. Ôi, chín rụng này. Cũng ấy lắm nhưng người ta không nhặt. Không nhặt, rụng là vứt đi. Rụng là các quả nó thành phế phẩm rồi, không. Nó chỉ hái các cái quả ở trên cây. Đẹp quá. Thôi. Ôi, vườn này rộng quá nhỉ bố nhỉ. Ừ. Bên sâu trong một tí nữa rồi. Nhà ông bà có 3 vườn. Nãy mình vừa tham quan cái vườn bên ngoài gần đường. Vườn này bên sâu này. Ui. Cười. Gốc lê này nó cũng phải mấy chục năm rồi. Gốc to lắm. Đấy, các bạn xem gốc này phải to bằng đường kính nó phải đường kính 60. 40 phân đấy. Phải 60 anh ạ, cây này phải 60 đấy. Rất là nhiều. Thôi, ra đi. Bây giờ mình